Thật vậy, những chiếc xe mui trần nhỏ gọn là một loại xe hiếm trên thị trường ngày nay. Nhưng liệu Mini Cooper S Convertible Sidewalk Edition năm 2022 có chứng minh được một ví dụ xứng đáng cho một kiểu cổ điển cũ? Phiên bản vỉa hè bao gồm những gì? Sidewalk Edition là gói ngoại hình và tính năng bổ sung cả phong cách và chức năng cho Mini Cooper S Convertible 2022. Về mặt thẩm mỹ, Sidewalk Edition Mini sử dụng bộ la răng 17 inch 5 chấu kép 2 tông màu. Nắp gương ngoại thất được sơn lại để phù hợp với màu sơn xanh Deep Laguna Metallic. Một chiếc áo mềm đặc biệt có họa tiết cờ ca rô gọn gàng mà không quá phô trương. Nó cũng mang một số huy hiệu Sidewalk Edition, có nhiều điểm khác biệt so với Mini Cooper S thông thường ở bên trong. Phiên bản Mini Cooper S Convertible Sidewalk phiên bản 2022 có thêm ghế ngồi bọc da độc đáo với các điểm nhấn màu xanh lam và các sọc màu vàng ở trung tâm của chúng dường như gợi nhớ lại một con phố. Trong thành phố, các ô cửa kết hợp màu sơn mờ gắn kết nội thất và ngoại thất với nhau. Gói Sidewalk cũng bổ sung một số tính năng mang một chút sang trọng vào quá trình chạy sắp compact này. Ở bên ngoài, chiếc xe thử nghiệm Cooper S có gương gập điện, không cần chìa khóa vào cửa và một tấm chắn gió. Trong cabin có vô lăng bọc da, gương chiếu hậu tự động làm mờ, ghế trước có sưởi. Hệ thống âm thanh Harman Kardon nâng cấp và ánh sáng xung quanh. Gói Navigation Plus của Mini cũng là một phần của Sidewalk Edition. Trong số các dịch vụ từ xa và được kết nối khác, điều này cũng bổ sung Apple CarPlay không dây, thật tuyệt khi có vì không có nhiều nơi để cất giữ một chiếc điện thoại có dây buộc ngoài trong túi nông bên dưới màn hình thông tin giải trí. Mini trang bị cho Cooper S màn hình tiêu chuẩn 8,8 inch có màu sắc tươi sáng và phản ứng nhanh với các lệnh. Giao diện người dùng nhanh chóng và dễ điều hướng với bố cục trực quan. Một màn hình hiển thị head-up làm tròn các tiện nghi nội thất, mặc dù đối với một số người lái xe, hình chiếu của đồ họa xuất hiện trên đầu thanh gạt nước và hơi khó chịu. Mini tính phí cao hơn 7.000 đô la Mỹ so với Cooper S Convertible 2022 thông thường cho phiên bản Sidewalk. Đó là một tiện ích đắt tiền. Nhưng chiếc xe này thu hút những người quan tâm nhiều đến phong cách cũng như họ quan tâm đến việc lái xe. Theo nghĩa này, Cooper S Convertible là một chiếc xe thiết kế. Nó hoạt động trong sân bóng giống như những chiếc xe con thể thao khác, nhưng vẻ ngoài bắt mắt của nó rất đáng để những ai không ngại bỏ tiền ra để có được một chiếc xe cá nhân hóa hơn ngoại hình. Nó lái như thế nào? Ở chế độ mid hướng tới sự thoải mái hoặc eco, Mini Cooper S Convertible Sidewalk Edition 2022 là một nhà vô địch trên đường phố. Tay lái của nó nhẹ hơn và ít phản hồi hơn nhiều trong các cài đặt này, nhưng phản ứng ga giảm bớt cho phép điều chỉnh tốc độ tốt hơn trong giờ cao điểm hoặc trong các tình huống dừng và đi. Tuy nhiên, hãy tạo cho bàn đạp ga một cú trượt tốt và thật dễ dàng để có được vòng tua đủ cao để sang số vững chắc. Trọng lượng của bàn đạp ly hợp được cân chỉnh phù hợp. Vì vậy, không gây khó chịu hoặc đau chân ngay cả khi giao thông đông đúc nhất. Động cơ tăng áp 2.0 lít của Mini được cải tiến khá tinh tế và cho công suất 189 mã lực một cách êm ái. Khả năng tăng tốc không phải là điều hoang dã, nhưng với mô men xoắn, chiếc Cooper S này tăng tốc từ 0 đến 60 dặm một giờ chỉ trong 6,6 giây. Như vậy là đủ để đưa chiếc xe mui trần ra phía trước dòng xe cộ một cách dễ dàng. Nó cũng sẽ tiếp tục kéo tốc độ cao tốc vượt qua xa lộ. Với sự tiến tính gây nghiện từ động cơ 4 xi lanh và một lưu ý xả đáng ngạc nhiên khiến người lái tiếp tục di chuyển theo. Trên những đoạn đường cao tốc dài hơn, chiếc xe có xu hướng đi lang thang trên làn đường của mình do chiều dài cơ sở ngắn. Nhưng việc điều chỉnh hệ thống treo chắc chắn không bao giờ cảm thấy bị trừng phạt và dẫn đến một chuyến đi bình thường. Lái xe qua hẻm núi cho thấy mặt tốt nhất của phiên bản 2022 Mini Cooper S Convertible Sidewalk.
chuyển chế độ lái sang Sport và chiếc mui trần thức dậy với khả năng phản hồi bàn đạp nhạy bén và tay lái vững chắc hơn nếu hơi cứng. Hộp số tay 6 cấp có tính năng ném xa, nhưng cần gạt nhanh chóng nhấp vào cổng mong muốn. Chế độ thể thao cũng cho phép khớp vòng tua và chiếc xe phản ứng với việc giảm số ngay lập tức khiến người lái luôn tham gia. Cân bằng khung gầm là tuyệt vời, gần như trung tính cho đến khi lốp xe bị quá nhiều nhiệt trong đó, nhường chỗ cho phần dưới nhẹ nhưng có thể kiểm soát được. Phanh mang lại cho người lái những phản hồi tuyệt vời với những cú cắn liên tục nhưng không quá mạnh trong suốt hành trình của bàn đạp. Tại đường đua, tôi nhận thấy phía sau của Mini Cooper S Convertible có xu hướng hơi trùng xuống khi phanh gấp, nhưng điều này đã nhường chỗ cho việc phanh gấp trên những con đường cong. Do khả năng điều chỉnh khung gầm tuyệt vời của chiếc xe, thật dễ dàng để Mini Cooper S 2022 trở nên nhịp nhàng trong một chuyến lái xe đầy tinh thần lên đường cao tốc Angeles Crest. Có rất ít tiếng đệm với phần trên xuống, và chiếc xe vẫn dễ chịu với phần trên xuống tốt vào ban ngày cho đến khi nó trở nên quá ấm. May mắn thay, phần trên bật lên và thu lại nhanh chóng. Vì vậy không khó để chuyển đổi Cooper S tại một đèn giao thông. Với mái che ở vị trí, bạn sẽ nhận thấy một số tiếng ồn của gió trong cabin. Nhưng đó là một sự đánh đổi nhỏ khi Mini vượt trội trong việc hoàn thành mục đích của nó như một chiếc xe mui trần nhỏ gọn, vui nhộn. Nó có an toàn không? Một số tính năng an toàn được bao gồm trong phiên bản 2022 Mini Cooper S Convertible Sidewalk Edition. Hệ thống hỗ trợ lái xe chủ động của Mini là trang bị tiêu chuẩn và tự hào với những tính năng như cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo người đi bộ và làn đường khởi hành, cũng như hỗ trợ chùm sáng cao. Có cảm biến đỗ xe phía sau nhưng không có cảm biến phía trước, điều này để lại chỗ cho một số phỏng đoán về những gì phía trước mui xe. Với từ trên xuống, tầm nhìn phía sau là tàn khốc, hầu như không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì trong gương chiếu hậu do mái nhà bị sập gập lại phía sau hàng ghế sau. Ngay cả những chiếc SUV cỡ lớn cũng bị che khuất bởi phần đầu gập của Mini. Nhận định hiệu suất của một chiếc xe thể thao sẽ phù hợp với ngoại hình của nó. Và Mini Cooper S Convertible Sidewalk Edition 2022 hứa hẹn nhiều điều với kiểu dáng boy racer. Chia sẻ hữu ích nhé!